bọn mình đi chung với vợ chồng Miller với cả vợ chồng anh Hà. Nó trên màn hình chúng ta là cặp đôi Josh Chukwila và Pia Filler. Vâng. Việc đầu tiên khi Josh Chukwila đến với Việt Nam đó là anh đã đi ngủ. Có vẻ như anh vẫn chưa quen với cái thời gian tại Việt Nam và đang có tình trạng là hơi bị rất lắc một chút xíu. Và bạn cặp đôi là Gấm Kami và Yến Vi đang chụp ảnh với Joshua Filler và Pia Filler. Không biết là Gấm Kami có trận đấu nào giao lưu với Pia Filler hay không đây? Chị đi à. Nam Phạm mà chị Hạnh vừa lên chụp hình với cặp đôi. Ngày trước thì em đã được làm việc cùng vợ chồng anh Nam rồi và anh chị là một người rất là cute, trẻ trung cả nhà. Máy bắn bóng của chúng ta đã vào khởi động và bắn như một cái máy luôn. Rất là mong chờ hôm nay anh sẽ thể hiện thế nào tại đất nước Việt Nam đây. À, đúng rồi, em là Mi Sói đấy ạ. Xin chào cả nhà nhé. Mic hôm nay thì vẫn thế thôi, có thể là do đường truyền ạ. Thông tin cho mọi người thì ngày hôm nay Joshua Filler và Pia Filler sẽ có 4 trận show mat nha. Diễn ra liên tục từ bây giờ đến 0 giờ 6:30. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu show mat. Và đây là cú thi thủ. Vì vậy là chiến thắng dành cho Pia Filler. Anh tôi thấy có điểm rồi. Các đấu đầu tiên mà để cho cặp đôi top đầu thế giới này phá bi thì
là một lợi thế vô cùng lớn nhất. Và chúng ta cùng đến rắc đấu đầu tiên. Joshua Filler là người phá bi. B1, B4 đã rơi. Ồ, tuy nhiên con bi số 2 đã mất đường mất rồi. Quyết định gọi push-out đến từ cô vợ của Joshua Filler. Đây là lần đầu tiên mà em thấy Pia Filler thả tóc khi đánh bia cả nhà. Nhìn rất là trẻ trung và xinh xắn luôn. Bình thường thì khi thi đấu cô buộc tóc lên và nghiêm túc hơn rất nhiều. Ok, một cú thủ rất hay đến từ anh Nam Phạm. Con bi chủ đã giấu cho con bi số 6 rồi. Vòng một pha bằng đưa thẳng con bi chủ và con bi số 2 xuống lỗ. Rất hay ạ. Ngay từ đầu tiên thôi đã có thể thấy được là cái kỹ thuật A băng của họ là tuyệt đối. Tuy nhiên thì rất đáng tiếc là đã rơi bi chủ rồi và cơ hội mở ra dành cho cặp đôi Việt Nam chúng ta. Đây rồi. Một cơ hội rất lớn để có thể mở tỷ số đầu tiên trong trận đấu này. Và một cú ép một băng ra lấy cái má bên phải cho con bi số 7 rất tốt đến từ Dương Yến Vi. Đẹp nhất rồi. Hình này thì bi thôi cả nhà ơi. Chỉ còn một con bi cuối cùng. Yến Vi vừa cười rồi, có lẽ là tại khán đài đang có rất nhiều các khán giả theo dõi trận đấu. Và như vậy là 1-0 dành cho Nam Phạm và Yến Vi. Tình huống chủ chốt thì có lẽ là con bi số 2 A1 băng và đưa thẳng bi chủ xuống lỗ đến từ Joshua Filler. Phải gọi là một pha A băng tuyệt đối khi mà cái đường bi đi nó đưa thẳng bi 2 và bi chủ xuống lỗ luôn. Rất là thẳng ạ. Vâng, đúng là khi thi đấu thì hai vợ chồng lại bật mốt nghiêm túc ngay. Đã không còn cười như lúc nãy nữa rồi. Chúng ta hãy cùng xem là Joshua và Pia sẽ tiếp tục thể hiện những hai đai nào nữa đây. Cú phá của rắc đấu thứ hai đã rơi bi số 1 và bi số 2 nằm một vị trí rất đẹp luôn. Cú phá tốt đến từ anh Nam Phạm. Có lẽ là con bi số 2 hơi thẳng rồi. Chơi trực tiếp về thôi. Con bi số 3 còn nguyên đường ở lỗ tít trên cùng bên tay trái. Ok, như vậy là kéo trô tựa hai băng ra. Rất tốt.
Con biết chủ. Có lẽ là không sao đâu. Vâng, một vị trí rất đẹp cho mi số 6 rồi. Vâng, hơi rung rinh một chút xíu, không vấn đề gì cả. Cả hai đang tìm xem là lấy một vị trí nào đẹp nhất cho con bi số 7. Không biết là má này có hơi sượng không, nhìn thấy anh Nam đứng lên ngồi xuống hơi nhiều. Sẽ là một cú kéo lại ăn 8 và lỗ tiếp trên cùng bên phải, là đẩy để ăn 8 và bên trái đây. Ui, gì đây ạ? Vâng, như vậy là gạn lỗ không tốt rồi. Một pha gạn lỗ không tốt đến từ cầu thủ Nam Phạm mà đưa thẳng bi chủ xuống lỗ, và Pierre Filler rất nhanh luôn, ngay lập tức là đứng lên và nhặt bi, và chắc chắn là như vậy là một đều rồi. Không vấn đề gì. Đúng như em dự đoán thì cái má con bi số 7 vừa rồi là hơi sượng, nên là mới thấy anh Nam đứng lên ngồi xuống nhiều như vậy. Không sao. Có lẽ là gì, có lẽ là do quá cầu toàn. Các cầu thủ chuyên nghiệp của chúng ta quá cầu toàn trong việc điều bi, thì nên là đã xảy ra tình huống như vậy. Chứ con đấy thì hoàn toàn là rất nhiều đường đều an toàn. Cái đấy thì ai cũng biết đúng không cả nhà? Nên là không vấn đề gì cả. Đây là một trận show mắt vui vẻ thôi. Vâng, đúng tính chất một trận show mắt, anh quyết định cân luôn con bi số 1. Suýt chút nữa thành công và ra được vị trí con bi số 2 đẹp luôn. Đơn giản là một cú A băng hợp lệ thôi và cơ hội nhường lại dành cho Dương Yến Vi. Như vậy có lẽ là một nước đi, tính cả hai nước đến từ Dương Hiền Vi là cả con 1 và cả con 9, nhưng không con nào thành công rồi. Trong một trận đấu show mat thì các cầu thủ sẽ luôn luôn là cố gắng tạo nhiều highlight nhất có thể để tặng cho khán giả chiêm ngưỡng, và một pha đánh con bi số 2 rất tốt đến từ Joshua.
Ví dụ mà cứ đánh con nào xong cũng vỗ tay thì em nghĩ có lẽ là trận nào cũng phải vỗ tay liên tục cho cặp đôi nhà này thôi. Cho những ai không biết thì Joshua Filler và Pia Filler hiện tại đang là những cầu thủ top đầu của thế giới. Gì đây ạ? Anh lại cố gắng điều khó để tạo highlight cho cô vợ của mình rồi. Không có sai số đâu. Vâng, một pha đánh công ty số 7 rất hay. Đã cười rồi, hai vợ chồng đã nhìn nhau cười rồi. Chồng sai thì vợ sửa. Đi thôi. Như vậy sẽ là 2-1 dành cho cặp đôi Filler. Con đi số 6 vừa rồi là Filler cố tình tạo tình huống để cho cô vợ mình tạo highlight đấy. Cả nhà tin tôi. Không có gì là khó đối với Joshua và Pia Filler cả. Đó, chúng ta có thể thấy là xung quanh đang rất nhiều khán giả vây quanh theo dõi trận đấu này. Một cú phá bi rơi hai viên bi nhưng lại tiếp tục là hết đường ăn con bi số 2. Con này liệu có xúc tê tạo highlight không? Hay là đánh an toàn push out thôi? Pha gọi push out đến từ Pia đưa con bi chủ ra một vị trí rất khó. Vâng, lỗ đánh full công đến từ anh Nam Phạm. Công luôn con bi vừa rồi nhưng mà lại rơi củ mất rồi. Và một pha đánh con bi số 2 rơi củ đến từ cầu thủ Nam Phạm. Đúng tính chất show mát luôn, bình thường khi vào thi đấu chắc chắn là cầu thủ Nam Phạm sẽ đánh thủ con đấy thôi. Con đấy thì rất nhiều đường thủ rồi. Một đống chùm nhỏ ở phía trên để tạo một cái tường rào dành cho con bi số 2. Nhưng không, anh quyết định là công luôn. Con bi số 6 như vậy là còn nguyên đường. Gì đây? Có lẽ má vừa rồi là hơi sượng một chút xíu, Joshua định ép ngang sang để ăn vào lỗ giữa trăng. Nhưng mà không đủ rồi. Rồi một pha thủ sinh viên. Cũng không thể đòi hỏi gì hơn khi mà con bi vừa rồi đã dính quá sát con bi số 6 rồi. Và không biết là có ai có thể bỏ cái phin ra dùng, nhìn nó rất là bị OCD cả nhà.
khả năng tính toán rất kỹ đến từ cặp đôi Yến Vi và Nam Phạm. Không biết là thực hiện thì có được như tính toán hay không. Không biết là tính toán gì trong đầu nhưng có vẻ là không được như ý muốn rồi. Và đương nhiên rồi, hình vi đã mở ra dành cho cặp đôi filler. Một hình vi quá đẹp rồi. Ôi. Ôi thẳng ở cái má con bi số 7. Có lẽ lại là phải ăn 8 vào đường xa thôi. Tiếp trên cùng bên tay trái. Joseph cười rồi, có lẽ là hơi bị vướng tay ở con số 9. Nhưng chắc chắn là không vấn đề gì đâu. Đi thôi. Như vậy là 3-1 dành cho cặp đôi Joshua Filler và Pia Filler. Huống thì có lẽ là con bi số 6 vừa rồi. Rất tiếc là may mắn không đến với cặp đôi Việt Nam của chúng ta. Một cú phá không rơi con bi số 1 nhưng lại rơi con bi số 7 vào lỗ giữa. Tuy nhiên thì vẫn tiếp tục là không có đường ăn dành cho con bi số 1. Và một pha push out tạo tình huống cho con bi số 3. Sẽ tiếp tục là đánh cờ ở vị trí bi số 3 và bi số 5 này. Không được rồi, một pha đánh dư mỏng đến từ cơ thủ Nam Phạm. Con bi vừa rồi cũng rất là khó. Con bi đường xa. Cái thì hơi khó chịu. Ok. Lần này thì được thầy cơ thủ Pia Filler buộc tóc hai bên, xõa tóc và đi giày thể thao như này nhìn rất là trẻ trung. Khác hẳn với một cái hình ảnh bình thường khi mà cô thi đấu các giải đấu quốc tế. Trông cực kỳ là đáng yêu luôn. Trả lời bình luận của bạn Thuận thì cái này nó là tác phong của người ta rồi. Không thể nào mà đòi hỏi các cơ thủ top đầu thế giới thi đấu mà nhả nhớt được. Họ sẽ không chấp nhận như vậy đâu. Bởi vì bia đối với người ta thì nó quá là nghiêm túc rồi. Nếu như đánh nhả nhớt thì không khác gì là đang coi thường cái bộ môn mình đam mê cả. Nên là cũng đúng thôi, khi mà Pia Filler và Joshua Filler về Việt Nam đánh show mat thì họ vẫn giữ nguyên cái trạng thái thi đấu nghiêm túc như lúc đang thi đấu quốc tế. Ôi, một
cú đánh lắc lỗ con bi số 3 đến từ Dương Hiền Vi. Con đấy khó quá. Tuy nhiên thì ra đỏ, một pha trong công có thủ đến từ Dương Hiến Vi. Suýt chút nữa là có hai la đến từ Joshua Filler. Nhưng ra phơi mất rồi. Căn bản là các khán giả tại Việt Nam đã quen với những trận show mát livestream trên các nền tảng mạng xã hội đánh một cách phong trào và biểu diễn rồi. Nên là khi mà các cầu thủ quốc tế về đánh show mát họ cũng nghĩ là sẽ biểu diễn như vậy nhưng không. Đây là các cơ thủ top đầu cả Việt Nam lẫn các cơ thủ top đầu quốc tế. Nên là sẽ không có các tình huống bia top top đâu cả nhà ơi. Còn rất nhanh thôi, chỉ còn 3 con bi trên bàn dành cho Lan Phạm và Yến Vi. Cơ hội để có thể rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 rồi. Ok, tỷ số rút ngắn xuống còn 2-3. Rất tốt đến từ cặp đôi Việt Nam của chúng ta. Anh em cứ cãi nhau cái vấn đề là đánh vui hay là đánh nghiêm túc thôi. Thật sự nếu như cá nhân em mà em thấy các cơ thủ quốc tế về đánh với cơ thủ Việt Nam mà đánh nhả nhớp thì nó không khác gì là đang thể hiện là không tôn trọng. Nên là Joshua và Pia như thế này là rất là lịch sự, rất là hợp lý rồi. Không hiểu anh em nghĩ gì. Vâng, một cú phá tốt đến từ Dương Hiến Vi. Con bi số 2 còn đường hay không? Ô, như vậy là không còn đường mất rồi. Đáng tiếc. Nào, hãy cùng xem là anh Nam Phạm quyết định làm gì đây. Từ nãy đến giờ thì anh Nam đang thể hiện một lối đánh là full công. Có những con bi khó anh không quyết định đánh thủ một chút nào mà anh cứ công thôi. Thêm một chút xíu nữa nào, không được như ý rồi. Quyết định của anh Nam là gót con bi số 2, đập một băng ra về vị trí gần trung điểm băng ngắn. Sẽ được giấu sau chùm 579 kia đấy ạ. Một rất hay đến từ Joshua Filler. Một pha cân băng ngắn, điểm con bi số 3 thân công trình. Và ván bàn đã mở ra dành cho cặp đôi Filler rồi. Hay quá. Và đây chính là những highlight mà chúng ta mong chờ ở các trận đấu showmatch đây. Ok rồi. Sẽ là một cú giằng một băng ra.
ăn bi số 6 và lộ tít dưới cùng bên tay phải. Nào, để xem là Joshua Filler sẽ để con bi chủ ở đâu để vẽ ra một cái đường điều tiếp theo dành cho cô vợ Bia Filler đây. Như vậy sẽ là một đường đẩy cúp. Ok rồi. Vâng, rất nhanh thôi, chỉ có một con bi cuối cùng thôi. Vâng, như vậy tỷ số nâng lên thành 4-2 dành cho Joshua và Pia Filler. Sau tình huống cân con bi số 3, xin lỗi con bi số 2 chứ. Rất hay, đến từ Joshua và đã mở hẳn ra cái hình bi dành cho cặp đôi vợ chồng nhà Filler rồi. Quá tuyệt vời. Đấy chắc chắn sẽ là một tình huống cắt highlight trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với rack đấu thứ 7 nào. Bi 1, bi 8 đã rơi. Còn bi 2 đi về đâu đây? Bi 2 hiện tại đang nằm ở một vị trí không quá thuận lợi để đưa xuống lỗ. Và ngay lập tức là thủ bi đến từ Pia nhưng có lẽ là không tốt về lực rồi. Đã hở con bi số 2. Hãy xem là anh Nam sẽ thủ thế nào đây. Anh vừa ra nhìn xem là con bi 2 và 3 có đường khuôn để cộng không, nhưng em cảm nhận là đã bị chắn đường ăn cho con bi số 6 rồi. Ồ, như vậy là còn nguyên. Còn nguyên không bị vướng bởi con bi số 6. Tuy nhiên thì ăn xong thì để làm gì đây? Hiện tại thì con bi số 2 đang dính sát vào cái băng ngắn. Một pha thủ sinh viên đến từ Dương Yến Vi. Đã đưa con bi chủ ra sau con bi số 6. Có lẽ nếu ác hơn nữa thì sẽ là đưa con bi chủ dính sát sau bi 6 để hết đường A băng. Nhưng không, Joshua Filler đánh vẫn thoáng tay lắm. Ok rồi. Em đã xem cặp đôi người Đức này thi đấu quá nhiều lần rồi nên là cái trình độ của họ thì em hiểu rất rất rõ rồi. Đây vẫn chưa phải là những cái khớp mà họ thi đấu bay nhất đâu. Rồi, lực có vẻ là hơi bị lưỡng rồi. Đa số quyết định sẽ đánh con bi số 4 vào lỗ tít chứ không phải lỗ giữa, lực đang hơi lưỡng. Sẽ là một cú đánh vòng 3 băng ra ăn con bi số 5 vào lỗ tít. Không, quyết định đánh nhẹ thôi. Ăn con bi số 5 vào lỗ giữa, ok rồi.
Còn một pha bi rất khéo đến từ Pia Filler. Ối, 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 ối. Bạn hơi rung rinh một chút xíu. Pha bi vừa rồi của Pia Filler thì đã có thể xử lý được cái trùm 79. Và ngoài ra là bên con bi chủ và một vị trí nhìn thấy được con bi số 6. Rất khéo. Ok rồi, chỉ còn hai con bi thôi để tiếp tục nâng tỷ số lên. Đến từ cặp đôi người Đức. Và như vậy là 5-2 dành cho Joshua và Pia Filler. Trong một trận đấu chạm chín thì hiện tại Joshua và Pia đã đi được hơn nửa đường rồi. Anh Nam và Yến Vi đang ngồi giữ một cái phong độ thi đấu bình tĩnh để thi đấu. Chúng ta cùng đến với cú phá của Pia Filler nào. Không thể ép được con bi số 1 vào lỗ giữa. Một cú try break đến từ Pia. Quyết định gọi push out đến từ anh Nam Phạm. Hãy cùng xem là Joshua xử lý cái tình huống con bi số 1 thì thế nào đây. Tư duy thủ bi của những cơ thủ top đầu server trái đất. Như vậy là A băng rồi. Và đúng như dự đoán, A băng cái áp phê đưa con bi số 1 ra băng ngắn phía trên. Nhưng có lẽ là không tốt rồi. Một pha thủ bi tốt đến từ Dương Yến Vi. Vâng. Mọi người có thể thấy là trên ván bàn của chúng ta đang có một cái bức tường thành 6, 5, 8, 7. Có phơi không? Phơi nguyên rồi. Ok. Như vậy là sau các tình huống đánh cờ với con bi số 1 thì bây giờ đã mở ra cơ hội dành cho cặp đôi Việt Nam chúng ta. Bây giờ chúng ta cần tập trung vào cái tình huống con bi số 3 và con bi số 4. Không biết là có khung hay không đây. Cảm giác là bi số 3 đang nằm hơi ở cái má trên một chút xíu, sẽ phải nắn lại cái vị trí một chút. Đúng rồi, nằm ở má trên một chút. Dương Yến Vi thì sinh năm 2K2 nhé cả nhà ơi. Là cơ thủ trẻ nhất trong trận đấu ngày hôm nay rồi. Ồ, như vậy là quyết định gãi luôn con bi số 4 ra. Ăn bi số 3 đường riêng. Nhưng mà má này thì hơi khó rồi. Hơi khó để điểm con bi số 4. Hãy cùng xem nào. Sẽ là đẩy hai băng để ăn con bi số 4 và lỗ tít bên tay trái.
Ôi không được mất rồi. Vâng, một pha đánh vào bị dư dày đến từ anh Nam Phạm. Má con đấy khó quá. Vâng đúng rồi ạ, em là Mi Sáu đây, xin chào anh Sơn nhé. Xin chào cả nhà nhé. Tiếp tục là một pha bằng gót con bi số 3 đi lên trên. Một pha thủ bi cực kỳ tốt đến từ Joshua Filler. A-băng thì đơn giản thôi, nhưng làm thế nào để ra thủ mới là khó. Ôi, vâng, quyết định công luôn chăng? Một pha A-băng rất hay đến từ cơ thủ Dương Yến Vy. Chắc chắn là highlight rồi, hay quá hay quá. Bây giờ mà anh Nam cân một phát nữa thì lại đủ combo highlight luôn. Nào, cân được con bi số 4. Không, có vẻ là không tính cân rồi. Đúng như em nhìn thấy thì em thấy anh vào cái má hơi dày. Tưởng là đánh thủ cơ, hóa ra mà vẫn là đánh cân. Vào má dày quá. Tiếp tục là một pha trong công có thủ đến từ cặp đôi người Việt Nam. Pia Filler đã phải lắc đầu rồi. Ui. Liên tục là các tình huống chủ đích để tạo highlight đến từ cả hai bên. Tuy nhiên thì vẫn có sai số. Không tốt rồi, va chạm vào con bi số 8. Đã chắn mất đường ăn con bi số 5 rồi. Vâng, cơ thủ Dương Yến Vy thì sinh năm 2002, là cơ thủ trẻ nhất, còn Pia Filler thì là 98 nhé. Ai, một pha đánh rất hay đến từ anh Nam Phạm. Vâng, vừa có một em bé nói là quá là hay. Giọng Sài Gòn nghe rất là đáng yêu. Đúng là một pha đánh quá là hay đến từ cơ thủ Nam Phạm. Ok rồi. Đều hai băng ra ăn con bi số 7 lỗ giữa. Má này thì không biết là có hơi sượng không, sẽ là một cú đánh còng móc phê hay là đánh ba băng đẩy ra đây. Quyết định đánh 3 băng phát tay đến từ cơ thủ Nam Phạm. Này thì mi thôi. Pia Filler thì là sinh năm 98, còn Joshua thì là sinh năm 97 nhé cả nhà ơi. Cả hai vợ chồng đều còn rất trẻ.
Và như vậy tỷ số rút ngắn xuống còn 3 năm dành cho Nam Phạm và Yến Vi rồi. Và mời anh chị hớp Coca đến từ Việt Nam. Không biết là Coca ở Việt Nam thì có khác với Coca ở Đức không? Hai cặp đôi đang thi đấu tại câu lạc bộ B52, địa chỉ tại 204 Pasteur nhé cả nhà ơi, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là một cú drive break rồi, không có một bi nào cho trúng lỗ cả. Nào hãy cùng xem là cặp đôi Việt Nam thủ con bi số 1 này đi về đâu đây. Sẽ là một pha đưa con bi số 1. Hay quá, ok. Đưa con bi chủ ra sau con bi số 8, dính sát rồi. Mì tôm hai trứng nữa thì chuẩn Việt Nam luôn đấy. Lần đầu tiên trong trận đấu này thấy một pha A băng lỗi đến từ cặp đôi người Đức. Con bi vừa rồi khó quá. Với quyền đặt bi trong tay thì chúng ta hãy cùng xem hai cặp đôi top đầu của Việt Nam giải hình bi này đây. Hình bi bây giờ là thoáng, không có tình huống trùng nho nào cả. Chỉ cần là lấy má chuẩn chỉ thôi. Một cú kéo về lấy cái má vách dành cho con bi số 3. Má này hơi vách không? Sẽ là một cú đánh xịt. Pha đẩy hai băng ra ăn con bi số 5 mà lộ tiếp trên cùng tay trái. Ôi. Ui. Tình huống điều bi bằng mom đến từ Dương Yến Vi. Ra một vị trí đẹp dành cho con bi số 5 rồi. Cả anh Nam Phạm và cả Dương Hiền Vi đã có rất nhiều những cái thành tích trong giải đấu quốc gia rồi. Nên là không nói quá khi em nói là top đầu Việt Nam đâu ạ. Là một trong những cơ thủ top đầu như vậy là một điều không ai bàn cãi được nữa rồi. Ôi. Không tốt rồi, pha bi vừa rồi anh Nam Phạm xử lý đầu cơ không được như ý. Một pha vẩy gậy lên khiến cho con bi không có đủ độ xiết để kéo về và thành ra là đi một cái đường khá là ngang. Ra khó con bi số 8 rồi.
không thể đòi hỏi gì hơn. Con bi vừa rồi quá khó, bi chủ và bi tám gần nhau quá. Pha đánh giữa lỗ đến từ Yosofiler, đến cô vợ của anh cũng phải gõ lơ lên bàn để khen tặng rồi. Còn như vậy là 6 năm dành cho cặp đôi filler. Vâng, anh Nam thì về nhì giải quốc gia vừa rồi, còn Dương Huyền Vi thì là giải ba nhé cả nhà ơi. Giải quốc gia thì vừa diễn ra vào tháng 6 vừa rồi đấy, và hai cầu thủ chúng ta đều đã có những cái thành tích rồi. Thật ra thì đối với những ai theo dõi bia Việt Nam thì đã không còn quá xa lạ với những cái thành tích của hai cơ thủ trên màn hình của chúng ta rồi. Cái đấy thì không phải bàn cãi nữa. Cá nhân em thì em không hiểu được tiếng Đức nên là không hiểu hai anh chị đang nói gì với nhau đây. Đang bàn cái gì đây? Ồ, vâng, như vậy là quyết định cân luôn con bi số 2. Có may mắn không? Đây rồi. Đã có những tình huống vui vẻ đến từ cặp đôi filler. Không còn là những gương mặt căng thẳng nữa rồi. Đúng như mong muốn của anh em. Pia filler vừa có những cú nhón chân rất là đáng yêu. Đi số 5 mà đưa vào lỗ giữa hay lỗ tít đây? Nếu như đưa vào lỗ tít thì sẽ có má ra đi số 6 ăn vào tít trên bên phải. Một con bi khó nên là anh Nam đang phải tính toán rất nhiều. Rất là chỉn chu. Mới lắc lỗ một chút xíu. Vấn đề gì? Ok thôi. Một pha trô xòe đến từ Dương Yến Phi. À không, hóa ra là còn nguyên má. Thoải mái rồi, như này thì không có vấn đề gì cả. Một con bi số 8 hơi côn tay một chút xíu.
gì thì tôi làm gì. Tốt. Anh Nam đã phải vỗ tay cho con bi vừa rồi của mình đi rồi. Và như vậy thì số tích phần chắc chắn xuống còn 46. Rất hay, rất hay. À, như vậy là đã quyết định là nghỉ giải lao rồi. Break time. Hiện tại thì tỷ số chỉ cách biệt là 2 ván thôi. Mới được nửa đường thôi. Chúng ta vẫn còn phải theo dõi rất nhiều. Anh Nam thì đang dùng chủ đề tờ nhé, còn MV thì em hiện tại chưa biết là bạn đang dùng cây cơ gì. Có thể là đang dùng P3 ngọn V. Rồi, chúng ta cùng đến với rắc đầu thứ 11 nào. Tiếp tục cái trận đấu. Một cú phá tốt đến từ Dương Yến Vi. Bi1, Bi2 đã rơi. Tuy nhiên thì sẽ là một con bi đòi hỏi kỹ thuật cao đến từ anh Nam Phạm. Một pha đẩy cúp để ra ăn con bi số 4. Kéo trô về. Tựa một băng ra lấy má con bi số 5. Phong rất tự tin vào việc căn lực. Quyết định là kéo trực tiếp luôn. Đúng rồi, Dương Yến Vi là phá cực kỳ tốt luôn cả ngày nhá. Trong giới bia nữ Việt Nam thì em đánh giá Dương Yến Vi là một trong những cơ thủ có khả năng phá bi tốt nhất luôn đấy ạ. Ô kìa, không thể tin nổi. Cơ thủ Nam Phạm vừa đánh vào giày con bi số 5. Một cái ván bàn không thể đẹp hơn dành cho cặp đôi người Việt Nam chúng ta rồi, nhưng lại có sai số. Đó, tiếp tục là một tình huống lắc lỗ con bi số 5 đến từ Joshua. Ok rồi. Pha F2 băng về ăn con bi số 7. Như chúng ta có thể thấy là xung quanh đang rất đông khán giả. Và phần nào đây cũng sẽ khiến cho sức nóng trận đấu này tăng lên rất nhiều. Ok, một pha đánh tốt đến từ Dương Yến Vi. Tựa đầu con bi số 9 làm phanh. Ừ,
Như vậy là tỷ số sẽ tiếp tục rút ngắn và bây giờ cách biệt sẽ chỉ còn là 1 ván mà thôi. 5-6 dành cho Nam Phạm và Yến Vi. Rất hay ạ. Tuy là có một tình huống con bi số 5 hơi rung rinh đến từ anh Nam Phạm nhưng không vấn đề gì. Chúng ta cùng đến với rách đấu thứ 12 nào. Cú phá cực tốt đến từ anh Nam, bi số 1 đã nằm ngay ở cửa lỗ rồi. Bi 7 đã rơi. Ok rồi. Có vẻ như là hai cơ thủ Việt Nam của chúng ta đã bắt đầu tìm lại được cú phá. Khi mà cú phá của cả hai người đều rất tốt. Kéo ngang sang con bi số 3 ở lỗ giữa. Lực nào. Không vấn đề gì. Ô. Gì đấy ạ? Đã có một tình huống là lỡ tay đến từ cơ thủ trẻ sinh năm 2002 của chúng ta, rất đáng yêu. Mặt đỏ như trái cà chua rồi, có lẽ là pha bi vừa rồi là đã lỡ tay chạm vào con bi màu tím. Chính cả Yosso Filler và Pia Filler cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, không hiểu là lỗi ở đâu. Cặp đôi mới bắn bóng đang bắn rất nhanh, đặt gậy là bắn. Như vậy là 7-5 dành cho cặp đôi filler rồi. Một pha ép đối thủ lên điểm đến từ Dương Ấn Vi. Quả đấy nếu như mà Vi không nó thì em cũng không biết là đã bị lỗi đâu. Tại vì từ cái góc quay này không nhìn rõ được là cái tình huống va chạm như thế nào. Một cú phá rất tốt đến từ Pia Filler. Không biết tại sao nhưng tự dưng nửa cuối sau trận các cơ thủ phá bi tốt hơn rất nhiều. Nào, phá bi điều chân công trình đến từ Joshua đã phải gõ hậu rất nhiều lên bàn rồi, không có. Không hề va chạm con bi nào cả. Tình huống tính áp phê rất hay đến từ Joshua. Như thế này rất dễ là một chấm sành điệu đến từ cặp đôi người Đức rồi.
Vâng, sau trận này thì sẽ có trận của anh Nam Phạm mà thi đấu với Joshua Filler nhé. Trận đấy chắc chắn là sẽ rất hay bởi vì hai cầu thủ sẽ đánh đơn, sẽ thể hiện rõ được những cái trình độ đến từ hai người đàn ông của chúng ta. Ok rồi. Tình huống ép một băng ra để ăn đi số 8 cùng lỗ. Và chắc chắn sẽ là 8-5 dành cho cặp đôi filler thôi. Rất tốt, một chấm sành điệu đến từ cặp đôi người Đức. Hay quá, hay quá. Hai bốn sáu một pha phá rơi hẳn ba bi đến từ Joshua Filler. Tuy nhiên có lẽ là tình huống xếp bi chưa tốt khi mà con bi số 9 và con bi số 5 đang dính hơi sát nhau. Hai hiện tại là hết đường ăn rồi. Quyết định là cắt mỏng nhưng không thành công. Bây giờ rất cần một cái góc cam trần để có thể xem là con bi số 5 nó có đường hay không. Theo em cảm nhận là con bi số 5 còn nguyên đường ở lỗ tít trên cùng bên tay phải. Ôi bi chủ. Ui. Rất đáng tiếc dành cho anh Nam. Rồi, như này là đúng còn nguyên đường rồi. Không còn tình huống nào cả và rất dễ là sẽ là 9-5 thôi. Rất dễ là trận đấu này sẽ kết thúc rồi. Hiện tại là vợ chồng Joshua Filler đã lên đến điểm số hưu rồi. Pia vừa lắc đầu với chồng, bảo tại sao lại điều thế này? Điều cái gì đây? Sao lại lửng lơ thế này? Một pha cố gắng điều khó để tạo highlight dành cho cô vợ. Không được rồi. Một pha điều bi cả người của Pia Filler không thành công. Và bây giờ thì bi chủ đang dính rất sát vào con bi số 9. Bi này khó quá. Cân à? Ôi! Vâng! Hay quá chẳng nhớ để mong một tình huống không thể tuyệt vời hơn để kết thúc trận đấu này. Với tỷ số chung cuộc là 9-5 dành cho Pierre Filler và Joshua Filler. Vô cùng tuyệt vời. Một tình huống vút gậy giống như cầu thủ gốc của chúng ta là Efrem Reyes. Rất là thú vị và đúng tính chất của một trận đấu show mát luôn. Rất vui ạ. Mình cứ tưởng là đánh vào lỗ tít dưới cùng nhưng hóa ra là anh Cân. Cân con bi số 9. Quá hay luôn. Chỉ cần một tình huống đấy thôi là cũng đủ để chúng ta hiểu được tình huống
thể hiện trình độ của một cơ thủ top đầu thế giới. Ok, và trận đấu đôi giữa hai cầu thủ Nam Phạm MV cùng Joshua Filler và Pierre Filler đã kết thúc rồi. Tiếp theo sẽ là trận đấu của cầu thủ Nam Phạm và Joshua nhé. Là một trận đấu đơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi để hai cầu thủ nghỉ ngơi. Sau đó thì em sẽ tiếp tục quay trở lại bình luận trận đấu tiếp theo nhé cả nhà ơi. Thời gian để gửi tới Chushu và Bia một cái món quà được handmade rất là thủ công và rất là đẹp từ một bạn cũng hâm mộ nhưng mà không có tới được cái câu lạc bộ để gặp trực tiếp Chushu với lại Bia. Bạn đó tên là Alexon ở ngoài Hà Nội, thì chúng tôi xin phép được trao cái món quà đó cho Chushu và Pia, đồng thời cũng gửi lời cảm ơn tới bạn Alexon và thông báo cho bạn biết là chúng tôi đã trao quà tận tay. Và đây là món quà. Không Alexon, you can say thank you Alexon. Thank you Alexon. Thank you. Vâng, xin cảm ơn các bạn. This was actually a special moment because it was when I won my first European championship. Yes. I think so. Okay.